Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO nhé. Hôm nay thì mình sẽ làm cái video để review cho các bạn cái dự án PlayerMum. Đây là một cái dự án mà mình thấy một số group lớn cũng như là một số YouTuber lớn đã review cái dự án này. Và cái dự án này thì đang trong cái thời gian test bản beta các bạn nhé, và chuẩn bị là họ sẽ tung ra cái bản chính thức vào cuối năm 2021. Cái dự án PlayerMum này thì mọi người có thể xem qua một ít về cái video về giới thiệu cái dự án này nhé. Đấy, các bạn thấy những cái hình được thiết kế rất là đẹp nha. Đấy, nói chung là chúng ta sẽ chơi game và kiếm tiền mọi người nhé. Vẫn là cái trend game NFT cũng như là cái game play to earn. Cái dự án này thì mình đã check qua, đọc qua hết một lượt cái white paper cũng như là thông tin về dự án cũng như là các round map rồi sử dụng nền tảng rồi các thứ đấy, mình đã đọc qua khá là nhiều và hôm nay thì mình sẽ đọc qua một ít thông tin về cái dự án này nhé. Thì như các bạn đã biết thì dạo gần đây thì cái trend game play to earn cũng khá là nổi và cũng đang rất là nhiều thu hút rất là nhiều cộng đồng quan tâm đến những cái dự án game NFT cũng như là play to earn. Đấy, những cái dự án này thì có cộng cả metaverse nữa. Thì chúng ta đã biết là những cái dự án này thì có rất là nhiều dự án trên mạng bây giờ ấy thì là có thể cho chơi game nhưng mà cái yêu cầu cái số vốn của mình khá là nhiều, khá là cao. Những cái dự án này thì theo như cái roadmap cũng như là theo như cái tuyên bố của họ thì họ sẽ có những cái chương trình nhỏ và chúng ta không cần vốn nhiều và chúng ta vẫn có thể chơi game và kiếm tiền được từ cái dự án play game PlayerMum các bạn nhé. Thì tương lai của họ thì các bạn có thể đọc qua một ít tem thông tin về đội nhóm các bạn nhé. Đội nhóm thì một bạn đến từ Malaysia, đó là Jisang Ten. Đấy. Chief Exec Officer, CFO à? CEO Founder. Mấy cái bạn này đều đến từ Malaysia nhé. Có một bạn đến từ Việt Nam. Singapore. Singapore, phải không các bạn? Indonesia, Philippines. Bạn này tên Việt Nam nhưng lại đến từ Anh. Cái này là từ Mexico à nhỉ các bạn nhỉ? Philippines. Nói chung là tem của ASEAN, Đông Nam Á mọi người. Cũng có cả một bạn Việt Nam như ở Anh này, hai bạn ở Mexico. Đấy, đây là tem các thứ họ đều công bố hết nhé các bạn nhé. Roadmap thì mọi người có thể đọc qua một ít thông tin về roadmap này. Chúng ta bây giờ đang đến ở đây phải không? Đấy, đang private một sale này, October năm 2021. Đấy. Sau là bắt đầu đến private 2. Sau đấy thì pre-ICO là mùng 3 November này. Đây. 19 November launch spa này. Họ cũng sẽ chạy launch spa này, sau đấy thì là set listing này. Sau đấy thì bán trứng này, mua trứng các thứ này, đấy. Tokenomics. Play to earn, play mâm thì có ký hiệu là PIM các bạn nhé. Tổng cung của dự án này là 1 tỷ. Đấy. Cái dự án này thì sử dụng mạng Polygon Matic các bạn nhé. Cái mạng Polygon Matic thì chúng ta đã biết là nó có rất là ít, chúng ta sử dụng phí nó rất là rẻ mọi người nhé. Đấy, vì thế cho nên mọi người yên tâm là cái dự án này. Mọi người có thể đọc qua white paper của họ nhé. Đây, chúng ta có thể dịch ra tiếng Việt để chúng ta có thể đọc thêm một ít cái thông tin về cái dự án game này nhé. Đây, tổng quan về cái dự án này thì mọi người có thể đọc qua. Được tạo ra vào tháng 5 năm 2021 bởi một nhóm chuyên gia là những người hâm mộ lớn của trò chơi điện tử, trò chơi thẻ giao dịch Pokemon cũng như là trò chơi điện tử Animal Crossing. Đấy. Công ty này cam kết sẽ tạo ra một sự khác biệt và mang lại giá trị hơn cho ngành công nghiệp trò chơi NFT và cộng đồng Play to Earn bất chấp những trở ngại này. Khác biệt chính của họ với những cái dự án khác.
họ được thiết kế kinh tế blockchain để thưởng cho những người chơi và những đóng góp của họ cho hệ sinh thái này, hoàn thành nhiệm vụ để nhận thưởng, cạnh tranh trong chế độ chơi để kiếm thưởng nhé, nâng cấp và lại nhân giống này, bán và cho thuê NFT trên thị trường này, thu nhập Payer và hiếm trên các hành tinh này, nuôi cấy đá quý này, đặt mã thông báo quản trị này, xây dựng cơ sở thuộc địa không gian này, khởi chạy trò chơi nhỏ và hành tinh này, tương tác xã hội với người chơi khác. Đấy, nói chung nó sẽ tạo ra những cái sự khác biệt về những so với những cái dự án game khác, tầm nhìn và sứ mệnh này. Đấy, mọi người có thể đọc qua một ít cái thông tin nhé. Về thiết lập thì họ sẽ có những cái cơ chế chơi như thế nào thì mọi người sẽ có vào đây có thể đọc thêm cái thông tin nhé. Tháp và tạo hóa này, thị trường này. Đấy, game thì có đặc trưng chế độ PvE và PvP này. Đấy, mình chơi với máy tính đấy, và chơi với những người chơi khác. Trò chơi hành tinh này. Đấy, có chăn nuôi, di truyền học này. Nói chung là rất là nhiều nha. Mọi người có thể vào đây đọc thêm các thông tin về cái roadmap của dự án nhé. Lộ trình này, đội nhóm này, đối tác đầu tư này, truyền thông xã hội này. Đấy, đây là những cái đối tác của họ ở trong cái dự án Payomam này nhé. Polygon Matic, Lot, Game Station, X21, Oibut, Market Cap. Đấy, nói chung là rất là nhiều. Truyền thông xã hội thì đây là những cái kênh truyền thông xã hội chính của nó nhé các bạn nhé. Các bạn mình sẽ nói chung là mình sẽ quan tâm đến cái dự án này cũng như là mình sẽ review cho các bạn khi mà bản chính thức ra mắt, mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi game luôn nhé các bạn nhé. Đấy, thì các bạn nhớ là đăng ký kênh truyền thông xã hội của mình Telegram cũng như là YouTube để mình có thể update cho các bạn cái dự án game này. Chắc chắn là mình sẽ hứa với các bạn là cái dự án này mình sẽ chơi và sẽ hướng dẫn các bạn chơi và với số vốn nhỏ nhất để các bạn có thể kiếm được lợi nhuận từ cái dự án này. Mình mong là cái dự án này đi đúng hướng và nó sẽ có những cái trải nghiệm tuyệt vời cho các bạn, cho những cái người chơi, và chúng ta mong là cái dự án này sẽ là một cái dự án mà chúng ta có thể tham gia và kiếm tiền từ cái việc chúng ta chơi game các bạn nhé. Đấy, những bạn nào là fan hâm mộ của game thì các bạn có thể chơi những cái dự án game này. Các bạn vừa mất thời gian, vừa mất sức khỏe nhưng mà các bạn lại không kiếm ra tiền. Thì tốt nhất là mình chơi những cái trò chơi mà chúng ta bỏ công sức ra nhưng mà chúng ta được trả lại lợi nhuận. Lợi nhuận nó xứng đáng với cái công sức mình bỏ ra. Chứ ngày trước mình toàn chơi những cái trò chơi mà chơi cả ngày, cả đêm, sau này mình bỏ bỏ tiền ra để chơi phải không? Nhưng mà bỏ tiền ra thì vì một tiếng là mấy 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 nghìn đấy, sau đấy là chúng ta chơi cả ngày nhưng mà chúng ta không kiếm được cái gì cả. Nhưng cái này thì khác nha, đến bây giờ thì chúng ta thấy là blockchain bây giờ phát triển rất là mạnh. Đấy, chúng ta có thể kết hợp với chơi game, chúng ta có thể kiếm tiền như thế thì rất là tốt rồi. Đấy, mọi người có thể bỏ ra số vốn nhỏ hơn, ví dụ như ở những dự án khác thì họ yêu cầu khoảng 5.000 hoặc là 10.000 đô la, thì những cái dự án này ví dụ nó khoảng 200 đô la đến 1.000 đô la là mình có thể chơi được rồi. Đấy, như thế thì mình lại quá là thích. Đây, chúng ta sẽ xem nào. Đây, đế chế của nó nè. Đấy, vào trong không gian của nó. Player mang họ đang thì bắt đầu xây dựng khá là nhiều nhá, bắt đầu xây dựng trứng này, nói chung là nhiều lắm. Đây là cái bản demo thôi mọi người nhá. Đấy. Đang xây dựng bản demo, đấy, mọi người sẽ có thể xem qua một ít để chúng ta biết cách mai kia chơi như thế nào. Đấy. Chắc chắn là mai kia những cái bản demo này thì họ cũng sẽ hướng dẫn cho chúng ta một cách tỉ mỉ hơn để chúng ta có thể chơi được cái trò chơi này. Đấy, nói chung là nó cũng chỉ là các con vật đánh nhau rồi mua trứng rồi ghép rồi sinh sôi nảy nở rồi trang trại rồi nhà cửa các thứ rồi buôn bán các thứ đấy, vẫn có market vẫn có chợ chiếc các thứ để cho mình mua vật phẩm. Đấy, mua trứng rồi chăm sóc những cái con vật này.
đánh răng rửa mặt rồi quét nhà, nói chung là khá là nhiều. Nhưng mà nói chung là mai sau này thì khi mà nó ra chính thức thì mình sẽ nói rõ hơn cho mọi người. Ở đây thì họ mới ra cái bản beta thôi, và cụ họ cũng có một số cái chương trình. Hôm trước thì nó họ có một cái số cái chương trình như kiểu là NFT iDrop này, Quick Bounty này, đấy, YouTube các thứ này, nói chung là khá là nhiều cái chương trình, nhưng mà mình lại biết khá là muộn. Đấy, vì thế cho nên là chưa hướng dẫn được cho mọi người tham gia vào IDO cũng như là tham gia vào cái iROC NFT campaign này. Đấy, vì thế những cái này thì đã qua rồi mọi người nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ hóng cái phần họ ra cái bản, mình sẽ đăng ký nhé. Đăng ký cái kênh của họ để họ ra cái video gì thì mình sẽ biết. Các kênh truyền thông xã hội thì mình cũng sẽ ấy nhé, sẽ theo dõi ở Twitter nè, để mà họ update những cái thông tin gì là mình có thể biết ngay được luôn. Đấy, các bạn thấy cũng cộng đồng rất là đông rồi, khoảng 67.000 người rồi. Đấy, mình hy vọng và chờ đợi cái dự án này. Các bạn thấy nó cũng đã lên ở sàn MEXC, Kickstarter ở trên MEXC nhé. Tức là họ void lên sàn dự án PIM này nè. Đấy, vì thế cho nên là mọi người yên tâm là cái dự án này. Đấy, mình sẽ update cho các bạn và hướng dẫn các bạn chơi game ở cái dự án này luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình nhé. Đấy, mọi người có thể tìm hiểu thêm ở kênh truyền thông xã hội, hoặc là các bạn có thể tìm hiểu thêm ở trên cái phần white paper của nó nhé các bạn nhé. Đấy, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ mình nhé. Mình sẽ update cho các bạn tiếp theo. Đây là cái video đầu tiên của mình, và mình sẽ đánh số 1 nhé các bạn nhé. Đấy, từ những cái video lần sau thì mình sẽ đánh số 1, 2, 3 nhé các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.